Dạ Dẫn xin kính chào các bạn. Hôm nay mình xin gửi tiếp cho các bạn cái trò chơi hái hoa dân chủ với phiên bản câu hỏi có đáp án như thế này. Vậy mình làm clip này để hướng dẫn các bạn cách chơi và cách sửa lại nội dung. Giờ mình sẽ đi vào tiến hành là hướng dẫn các bạn cách chơi trước. Rồi như trên màn hình các bạn thấy là cũng là 10 bông hoa như là trò chơi hái hoa dân chủ trước đây mình gửi cho các bạn. Thì nó chỉ khác là có thêm đáp án. Vậy cách chơi sẽ như thế nào? Ví dụ giờ học sinh chọn vào bông hoa số 7, chúng ta sẽ bấm vào bông hoa số 7 để đưa ra câu hỏi. Thì sau khi ra câu hỏi xong, học sinh trả lời xong, muốn đưa ra đáp án thì các bạn bấm vào cái bảng câu hỏi. Thì nó sẽ đưa ra đáp án. Muốn cho hai cái này mất đi và cả bông hoa mất đi thì các bạn bấm vào bảng đáp án. Đó, tương tự, ví dụ giờ xin chọn bông hoa số 1, chúng ta sẽ bấm vào bông hoa số 1. Thì nó sẽ tự động đưa ra bảng câu hỏi số 1. Muốn đưa ra đáp án thì bấm vào bảng câu hỏi. Nó sẽ đưa ra đáp án. Và bấm vào bảng đáp án để cho nó mất đi. Đó. Đó là toàn bộ về cách để chơi. Giờ mình nhắc lại một lần nữa nhé. Chỉ có 3 bước thôi. Bước thứ nhất là học sinh chọn vào bông hoa nào, chúng ta sẽ bấm vào bông hoa đó. Tự động nó sẽ đưa ra bảng câu hỏi. Muốn đưa ra đáp án thì bấm vào bảng câu hỏi. Thì nó sẽ đưa ra đáp án. Muốn cho tất cả cái này biến mất đi để chuẩn bị cho câu tiếp theo thì chúng ta chỉ cần bấm vào bảng đáp án thì nó sẽ mất đi. Rồi. Còn về cách sửa thì như thế nào? Nó cũng tương tự như cách mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sửa lại của trò chơi hái hoa dân chủ trước, là các bạn sẽ đánh nội dung câu hỏi cũng như là đánh nội dung đáp án vào. Về mặt này thì các bạn chỉ cần ghi ra giấy đâu là câu hỏi số 1, đâu là đáp án số 1, đâu là câu hỏi số 2, đáp án số 2. Rồi từ đó các bạn sẽ đánh vào cho tương ứng. Ví dụ đây mình có ghi rõ là câu hỏi số 10 và đáp án số 10. Giờ ví dụ mình đánh câu hỏi vào. Chẳng hạn là vậy. Rồi mình sẽ đánh tiếp là đáp án vào luôn. Sau khi đánh được câu hỏi, đánh được đáp án của câu số 10 vào, các bạn chỉ cần chọn vào bảng câu hỏi, đích chuột phải, chọn cho mình là Send to Best. Tiếp tục, bảng đáp án, chọn vào nó, đích chuột phải, chọn Send to Best. Thì nó sẽ đồng hiện ra câu hỏi tiếp theo. Ví dụ xong câu số 10 sẽ tới là câu hỏi số 9 và đáp án số 9. Cứ như vậy lần lượt. Các bạn đánh câu hỏi, đánh đáp án vào và lít chuột phải vào từng bảng cho nó nằm dưới cùng là xong. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chơi cũng như là cách sửa lại nội dung của trò chơi hái hoa dân chủ phiên bản có đáp án này. Nếu có đóng góp ý kiến gì thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới nhé. Mình sẽ đọc và sẽ trả lời cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye!